Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Các địa phương chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và tổng kết thực hiện chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020, tỉnh Hòa Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn. Công tác tuyên truyền phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới về nội dung, hình thức và phát huy hiệu quả. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho các ủy đảng, chính quyền các cấp nhiều giải pháp phòng chống tội phạm có hiệu quả. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, qua 10 năm thực hiện, tỉnh Hòa Bình đã triển khai nghiêm túc chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020. Nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp và của cán bộ đảng viên được nâng cao. Thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị: chúng ta đấu tranh phản bác là cái luận điệu sai trái. Đặc biệt trong dịp đại hội Đảng, trong cái dịp mà bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp, lực lượng công an và đảng nòng cốt, kể cả không gian mạng, thông thường là cái mạng các cái clip ở trên YouTube. Chúng ta phải đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh các cái tệ nạn. Trong báo cáo có nêu có cái mảng mà đồng chí là phát biểu cái tín dụng đen của thành phố, cờ bạc, số đề, nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 13 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm, cả xâm phạm tình dục trẻ em, giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Chỉ đạo các cấp thực hiện tốt các cái phương án, kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy thì chúng ta có huyện Mai Châu có 2 xã kia Vỏ Cỏ. Chúng ta có đề án 03 đề nghị ngành công an rồi các lực lượng, đặc biệt là huyện Mai Châu đó là địa bàn chúng ta có ma túy đấy, và cái tuyến đường xấu này là cái tuyến vận chuyển đấy. Mấy năm vừa rồi có thể là đi đường khác nhưng mà cái đường xấu này vẫn còn diễn ra. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các ngành thực hiện công tác phòng chống tội phạm, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2021 nhằm góp phần ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, 10 tổ chức đảng và 14 đảng viên đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị. 9 tập thể và 15 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thời gian bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Tham dự buổi lễ ra quân có Đại tá Lê Xuân Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện, thành phố, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, gây mất ổn định về an ninh chính trị của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Đẩy mạnh đấu tranh các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường lập hồ sơ giáo dục đối tượng tại xã phường, hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nhân dân đón Tết an bình.
Ngày 15 tháng 12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ ngành địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Hội nghị đã tập trung quán triệt một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, theo kết luận số 80 của Ban Bí thư và quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ. Những khó khăn vướng mắc của bộ ngành địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện kết luận số 80 và quyết định số 1521 bảo đảm khả thi hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế. Trao đổi thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm phân tích xác định các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đang được triển khai hiệu quả, đồng thời đề xuất định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ ngành địa phương có thể tham khảo áp dụng phù hợp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong thời gian tới. Ngày 15 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, Trung tâm Kinh doanh của VNPT Hòa Bình đã ủng hộ hơn 12 triệu đồng. Đây là số tiền được trích từ lương của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động để ủng hộ đồng bào miền Trung. Trước những mất mát khó khăn của đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ, trong những ngày qua, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ tiền, hàng hóa và nhu yếu phẩm được vận chuyển trực tiếp đến cho nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 15 tháng 12, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh đã quyên góp được hơn 5,7 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công điện số 12 về việc chủ động ứng phó với tình hình rét đậm rét hại. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 tháng 12, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Hòa Bình, giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện công điện số 11 ngày 6 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc chủ động ứng phó với tình hình rét đậm rét hại và tập trung triển khai một số nội dung sau. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm rét hại, tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp, người dân, nhất là ở vùng cao biết chủ động phòng chống. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất. Chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tuyên truyền vận động người dân không đưa trâu bò làm việc, chăn thả tự do khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ. Chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời phục vụ công tác phòng chống. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học. Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình tăng tần suất và thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, dự báo không khí lạnh tăng cường theo quy định, tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh qua văn phòng thường trực. Số điện thoại 02183 852 309 hoặc 02183 897 650. Email thuylợihb@gmail.com trước 15:30 hàng ngày và ngay khi có tình huống đột xuất để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Hết công điện. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì mùa đông năm 2020 có nhiều diễn biến bất thường có thể xảy ra rét đậm rét hại tại nhiều nơi, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Việc chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc cần được các địa phương chủ động. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Để hai con trâu hiện có của gia đình không bị đói rét trong những ngày đông tới, ông Hà Công Dũng ở xóm Hịch 2, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu đã tận dụng rơm khô sau khi thu hoạch để dự trữ cho gia súc nhà mình. Ông cho biết, vào mùa rét nếu không có rơm khô làm nguồn thức ăn cùng với các nguồn thức ăn phụ khác thì trâu của gia đình khó đảm bảo sức khỏe được, chứ chưa nói đến phát triển. Bình quân mỗi ngày, lượng thức ăn phải có để nuôi trâu khoảng 5 đến 7 kg. Mùa rét này thì nếu rét quá thì căng bạt lên thêm.
là thức ăn thì có rơm rạ, là ngô, sắn, cám, đầu đun nước lên pha trộn cho tí muối vào pha cho nó ăn. Rút kinh nghiệm từ những vụ đông xuân năm trước, còn để xảy ra tình trạng gia súc bị chết đói, chết rét do yếu tố chủ quan. Những hộ chăn nuôi gia súc thuộc địa bàn vùng cao huyện Mai Châu như Bà Cò, Phúc Sạn, Tân Sơn đã chú trọng hơn đến việc chăm sóc bảo vệ. Cụ thể là củng cố lại hệ thống chuồng trại gia súc trước khi xuất hiện những đợt gió mùa, che chắn vệ sinh môi trường chuồng nuôi để phòng rét và phòng bệnh dịch. Nhiều hộ đã tích trữ các cây rơm sau vụ gặt, tăng cường diện tích cỏ ngô gieo dày để làm thức ăn cho gia súc. Thông qua tuyên truyền, đôn đốc các hộ dân ý thức hơn trong việc quản lý nuôi nhốt gia súc tại chuồng trại. Tôi thì có triển khai đi các xóm là phòng chống đói rét cho bò, không thả cho bò trên đồi này, khi nhiệt độ xuống thấp này, và lại là hướng dẫn người dân là dự trữ thức ăn này, và lại che chắn chuồng trại. Theo số liệu của Cục Thống kê, tổng đàn châu bò của tỉnh đạt gần 200.000 con. Với kinh tế hộ nông nghiệp ở nông thôn, chăn nuôi gia súc mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Tuy nhiên, ở các vụ đông xuân trước, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng không nhỏ tới chăn nuôi gia súc, gây thiệt hại kinh tế hộ. Vụ đông xuân năm 2017-2018, toàn tỉnh có 968 con trâu bò chết rét, chủ yếu là trâu bò già và bê nghé non. Về cái công tác phòng chống đói rét thì như hàng năm thì bao giờ là chúng tôi cũng có cái, vào đầu vụ rét thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho sở văn bản để chỉ đạo các huyện về triển khai cái công tác phòng chống đói rét cho cái đàn gia súc. Về cái đi thực tế thì hiện nay thì cơ bản thì là mới vào đầu vụ rét, nên là cũng khuyến cáo người chăn nuôi là cái năm nay là cái thời tiết nó rất là phức tạp và có dự báo là sẽ là rét sớm, cho nên là người chăn nuôi là phải chủ động trong cái khâu về dự trữ thức ăn. Và hai nữa là chuồng trại phải che chắn, tránh gió lùa để đảm bảo cho con vật khỏe mạnh. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết vụ đông xuân năm nay, các huyện, thành phố cần triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nông hộ, chủ yếu áp dụng các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của gia đình mình. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. 46.610 tỷ đồng là kết quả giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt năm 2020, so với cùng kỳ năm 2019 tăng trên 4,7%. Năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh như thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, bên cạnh đó một số sản phẩm xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ chủ yếu là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU cũng bị gián đoạn. Đặc biệt một số sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế tạo chế biến như sản phẩm may mặc, điện tử. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các ngành chức năng chủ động phối hợp với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm giới thiệu nguồn cung các loại nguyên liệu máy móc, thiết bị thiếu hụt và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt là sự cố gắng của các doanh nghiệp trong việc chủ động tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nên giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 vẫn đạt kế hoạch đề ra. Năm 2020, ngành giáo dục đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư 28 công trình và 2 công trình giáo dục với tổng kế hoạch vốn giao gần 114 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, ngân sách tỉnh năm 2020. Đến nay đã có 2 chương trình, 23 công trình trường học hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm chủ đầu tư xây dựng 8 công trình và 1 dự án với tổng kế hoạch vốn giao năm 2020 trên 37 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã rà soát ưu tiên các trường có điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, các trường học vùng sâu, vùng xa. Các hạng mục được đầu tư chủ yếu là công trình trường lớp học, công trình phụ trợ, các chương trình dự án giáo dục và đào tạo. Việc được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mới đã giúp cho các nhà trường cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương. Hòa Bình hiện có hơn 100 bản du lịch cộng đồng phân bố rộng khắp trên địa bàn và nhiều khu nghỉ dưỡng có chất lượng. Tuy nhiên, du lịch cộng đồng Hòa Bình chưa phát huy hết hiệu quả và đang phải cạnh tranh với các tỉnh như Lào Cai, Sơn La, Hà Giang. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, theo quyết định số 446 ngày 10 tháng 3 năm 2020.
trong đó nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và những giải pháp đưa du lịch cộng đồng trở thành điểm đến hấp dẫn gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh. Đến năm 2025, phấn đấu đón 945.000 khách du lịch. Tổng doanh thu từ khách du lịch cộng đồng chiếm 17,5% tổng số thu từ khách du lịch của tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng 15 điểm du lịch, 22 sản phẩm du lịch đạt từ 3 đến 4 sao. Trên 519 tấn là sản lượng khai thác thủy sản ở huyện Đà Bắc ước đạt trong năm 2020. Toàn huyện hiện có 82 hectare ao hồ nuôi thả cá với gần 1.910 lồng nuôi. Những năm gần đây, huyện Đà Bắc đã chú trọng phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa và đẩy mạnh nuôi những loại cá có giá trị kinh tế cao. Qua các năm, số lượng lồng cá và sản lượng nuôi, giá trị kinh tế tăng lên rõ rệt. Hiện nay, huyện Đà Bắc đang tập trung duy trì và nhân rộng mô hình ươm nuôi cá giống tại một số xã vùng hồ sông Đà, trong đó tập trung vào các nhóm cá chủ lực như cá rô phi, cá chấm, cá lăng, cá chiên, tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản sạch và bền vững, áp dụng công nghệ nuôi lồng lưới khung sắt để phát triển nuôi cá lồng bè. Những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong chương trình thời sự hôm nay: huyện Tân Lạc đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển. Công ty Điện lực Hòa Bình tăng cường đầu tư hạ tầng lưới điện. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tân Lạc xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, năm 2020, huyện Tân Lạc đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự hài lòng đối với các doanh nghiệp và nhân dân khi đến giao dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ông Trần Hồng Năm ở xóm Tân Lai, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã để làm một số thủ tục giấy tờ của gia đình. Ông Năm cho biết, điều đầu tiên ông nhận thấy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đó là cơ sở vật chất được đầu tư, đội ngũ cán bộ tận tình hướng dẫn ông kê khai các thủ tục hồ sơ, giúp ông hoàn thiện nhanh chóng và kịp thời các thủ tục giấy tờ. Thì khi đến thì được các đồng chí trong bộ phận một cửa thì tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Và có những cái chỗ mà chúng tôi chưa biết ấy, thì là được các đồng chí là hướng dẫn làm rất là nhiệt tình. Cái này là tôi cảm thấy là rất là hài lòng với các đồng chí trong bộ phận một cửa của ủy ban xã Đông Lai. Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo, duy trì giao ban công tác cải cách hành chính nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại để đưa ra những giải pháp nhiệm vụ phù hợp cho thời gian tiếp theo. Thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn cập nhật các thủ tục hành chính được ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung. Huyện Tân Lạc đã công khai 246 thủ tục hành chính cấp huyện trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết tại trụ sở. Đồng thời, huyện Tân Lạc cũng không ngừng kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến các xã thị trấn để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc. Đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Xã Phong Phú sau khi sát nhập thì nói về cái cải cách hành chính thì là cũng là một cái xã mà cải cách hành chính liên thông hiện đại. Thế thì cái việc thứ nhất để muốn làm được mà đáp ứng được cái nhu cầu cho bà con nhân dân và đáp ứng được cái hiện đại thì là xã cũng đã củng cố về thứ nhất là về cái địa điểm tiếp đón công dân, thứ hai là cái con người và cái cung cách làm việc của các cán bộ công chức mà tham gia cái việc mà thực hiện các cái nhiệm vụ đối với lại trực tiếp với lại công dân. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, năm 2021, huyện Tân Lạc tiếp tục thực hiện việc niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát, triển khai đồng bộ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính từ cấp huyện đến cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức, đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hòa Bình. Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất sinh hoạt cho người dân, công ty đã tăng cường đầu tư hạ tầng lưới điện, đặc biệt là lưới điện nông thôn. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động đến tất cả lĩnh vực đời sống sản xuất kinh doanh điện cũng chịu tác động không nhỏ. Những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch, nhiều cơ sở sản xuất dịch vụ phải ngừng hoạt động, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện giảm đáng kể. Dự kiến năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hòa Bình đạt hơn 1 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch giao, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2019 là 3,2%. Đặc biệt trong năm nay, thực hiện chủ trương hỗ trợ cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty đã hỗ trợ tiền điện 2 tháng cho hàng nghìn khách hàng với tổng số tiền là hơn 49 tỷ đồng. Nhiều lĩnh vực nhu cầu sử dụng điện cũng giảm mạnh. Tác động của dịch bệnh nó ảnh hưởng đến các cái khách hàng sản xuất kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt là cái khối sản xuất của chúng tôi thì năm nay là một số khách hàng lớn như là công ty xi măng Trung Sơn là cũng giảm mất 1,4%. Thế rồi là nhà máy cấp nước Sông Đà cũng giảm khoảng 2,3% cái mức tiêu thụ. Thế và nhìn chung là cái thành phần công nghiệp, sản xuất công nghiệp là suy giảm cái tỷ trọng, năm nay chỉ chiếm 47%. Xác định việc đầu tư nâng cấp lưới điện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những năm qua Công ty Điện lực Hòa Bình đã huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư sửa chữa và nâng cấp hệ thống lưới điện. Theo đó, hàng năm thông qua các dự án đầu tư xây dựng, dự án sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh đang từng bước được đầu tư đồng bộ. Từ năm 2016 đến nay, công ty đã đầu tư xây dựng trên 400 công trình với tổng số vốn trên 700 tỷ đồng. Gần 200 tỷ đồng cho các dự án sửa chữa lớn, trên 200 hạng mục công trình và hàng chục tỷ đồng cho các dự án sửa chữa thường xuyên. Năm 2020, tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng sửa chữa nâng cấp lưới điện là gần 125 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, 77 trạm biến áp mới đã được lắp đặt và đóng điện cho khách hàng. Chúng tôi đã quan tâm đến cái việc mà tiếp nhận lưới điện và ổn định cũng như là cải tạo cái lưới điện nông thôn trước khi tiếp nhận. Thì cụ thể thì trong những năm qua thì nguồn vốn hiện hữu cũng như là được giao thì chúng tôi đã tập trung vào cải tạo cái lưới điện nông thôn. Đặc biệt vừa rồi thì đối với cái lưới điện nông thôn thì theo cái nguồn vốn của tỉnh thì chúng tôi cũng đề xuất với Ủy ban dân tỉnh và chủ đầu tư cũng là Sở Công Thương để đảm bảo làm sao mà đưa những cái lưới điện và cũ nát cũng như là thuộc diện nông thôn để vào làm để làm sao đáp ứng được cơ bản cùng với ngành điện, để đầu tư cải tạo những cái lưới điện đó để đáp ứng được cái chất lượng điện năng để cho bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ đến tất cả các vùng quê trong tỉnh, chất lượng điện áp cũng ngày được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong năm 2021, dự kiến công ty được cấp khoảng 100 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng, 50 tỷ đồng cho sửa chữa lớn, qua đó nâng cấp hạ tầng lưới điện. Để dòng điện được thông suốt, góp phần thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Truyền thông Mỹ vừa đưa tin cử tri đoàn đã chính thức xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden trước Tổng thống Donald Trump. Kết quả cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn đã mở đường để ông Biden chính thức trở thành vị tổng thống thứ 46 của Mỹ. 538 thành viên của cử tri đoàn đã bỏ phiếu chính thức chọn ra vị tổng thống tiếp theo của Mỹ vào ngày 14 tháng 12. Ông Biden được xác nhận đã giành hơn 300 phiếu ủng hộ, vượt xa 270 số phiếu cần thiết để tuyên bố chiến thắng. Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ chứng nhận kết quả này và chính thức hóa chiến thắng của ông Biden tại một phiên họp của cả hai viện vào ngày 6 tháng 1 tới. Cuộc bỏ phiếu này thường mang tính chất tượng trưng. Tuy nhiên, năm nay, cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn trở nên quan trọng hơn khi Tổng thống Donald Trump chưa thừa nhận thất bại. Ông Trump và đội ngũ tranh cử của mình đã không thành công trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Canada cũng đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 rộng rãi từ ngày 14 tháng 12. Hai tỉnh là Ontario và Quebec là những nơi đầu tiên ở Canada được tiêm vaccine của Pfizer và BioNTech. Nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu và cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn là những người được ưu tiên tiêm vaccine trước tại Canada. Vào ngày hôm qua, một cụ bà 89 tuổi là người đầu tiên được tiêm vaccine tại Quebec, còn ở Ontario,
một nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão là người đầu tiên được tiêm chủng. 14 địa điểm trên 10 tỉnh tại Canada sẽ nhận được 30.000 liều vaccine, 30.000 liều bổ sung dự kiến sẽ được phân phối vào tuần tới. Canada dự kiến sẽ tiêm vaccine cho 2 triệu người vào quý đầu tiên của năm 2021. Ngày 14 tháng 12, chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech trên quy mô lớn đã bắt đầu được tiến hành trên khắp nước Mỹ. New York là một trong những bang đầu tiên tiêm vaccine cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Lô hàng ban đầu gồm 2,9 triệu liều vaccine của Pfizer và BioNTech đã được phân phối. Các bác sĩ y tá tại một bệnh viện ở thành phố New York là những người đầu tiên được tiêm vaccine vào sáng ngày 14 tháng 12, theo giờ địa phương. Cô Sandra Lindsay là một trong những y tá được tiêm vaccine dưới sự chứng kiến từ xa của Thống đốc bang Andrew Cuomo. Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ phân phối 40 triệu liều vaccine vào cuối năm nay, trong đó có 25 triệu liều là do hãng Pfizer phát triển. Phần còn lại sẽ là vaccine do Moderna phát triển. Hiện loại vaccine này đang được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ kiểm tra để cấp phép sử dụng khẩn cấp. Nhân viên y tế và những người ở viện dưỡng lão sẽ là những người đầu tiên được tiêm phòng. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã công bố mục tiêu đảm bảo mọi người dân Mỹ muốn được tiêm chủng sẽ được tiếp cận với vaccine vào cuối tháng 6 năm 2021. Hàn Quốc ngày 14 tháng 12 đã mở các địa điểm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tạm thời. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc lần đầu tiên đã vượt mốc 1.000 người hồi cuối tuần qua. Khoảng 150 địa điểm xét nghiệm mới ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận đã đi vào hoạt động. Người dân Hàn Quốc, trong đó có cả những người không xuất hiện triệu chứng bệnh, có thể được xét nghiệm miễn phí tại các địa điểm này trong vòng 3 tuần đến ngày 3 tháng 1. Bất chấp thời tiết lạnh giá, người dân vẫn xếp hàng dài đến xét nghiệm bên ngoài một cơ sở tại ga Seoul. Cho đến nay, chiến lược của Hàn Quốc vẫn là tập trung vào xét nghiệm và truy vết bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới. Hàn Quốc hy vọng việc tiến hành nhiều xét nghiệm hơn sẽ giúp xác định các trường hợp nhiễm mới một cách nhanh chóng. Ngày 14 tháng 12, một tàu chở dầu tại cảng Resda ở Ả Rập Xê Út đã bị tấn công bởi một chiếc thuyền chở đầy chất nổ. Công ty vận tải biển Hafnia của Singapore xác nhận một trong những tàu BV Kep Rohin của họ đã bị tấn công. Vụ nổ sau khi xảy ra va chạm giữa hai tàu đã gây ra hỏa hoạn, nhưng may mắn là toàn bộ 22 thủy thủ trên tàu đã thoát nạn. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho rằng vụ việc này là một vụ tấn công khủng bố. Tháng 11 vừa qua, một tàu chở dầu khác đã bị hư hại trong một vụ tấn công bằng mìn. Ả Rập Xê Út cáo buộc phiến quân Houthi của Yemen, lực lượng phản đối Liên minh Ả Rập Xê Út đã thực hiện vụ tấn công này. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HVTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và tạm biệt.